Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với Trần Hồng Xe Hơi. Thì tiện hôm nay em quay nhanh cái Xpander Cross tại Mitsubishi Bắc Ninh. Hiện nay thì do tình hình dịch bệnh đi lại khó khăn thì nhiều khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc Lạng Sơn thì có thể mua xe và xem xe tại Bắc Ninh. Thì cái này cũng khá là tiện và bọn em đầy đủ xe lái thử cho quý khách hàng xem. Ok, cái mẫu Xpander Cross thì là phiên bản thêm của đầu xe Xpander. Thật sự thì doanh số của nó cũng không quá ấn tượng và mẫu xe này ra mắt thêm thì phục vụ những khách hàng mà chuyên về gia đình và đi gia đình thì hợp lý hơn. Mức xe này thì có giá niêm yết là 670 triệu, tức là đắt hơn so với bản Xpander bình thường sẽ là 40 triệu. Hiện nay thì giá bán và chương trình khuyến mại trong tháng này thì cũng đang có chương trình hỗ trợ là 50% thuế, tức là chúng ta giảm đâu đó vào khoảng 30-32 triệu. Và cái này thì cụ thể hơn về khuyến mại thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đã đính kèm ở trên màn hình nhé. Mình nhận thêm khuyến mại và báo giá sát tại thời điểm mà mình đang có nhu cầu tìm hiểu để em tư vấn và báo giá thêm. Về cơ bản thì mẫu xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ như là ghế da, camera lùi đó. Và đặc biệt thì trong thời gian tới này thì sẽ có phiên bản Xpander đặc biệt và kỷ niệm 60 năm. 50.000 xe được bán thì cái mẫu đặc biệt này thì sẽ được trang bị thêm cam 360, bộ tem xe và nâng cấp về loa. Xe về cái thì em sẽ đăng lên cho các bác xem cái hợp lý nhất. Còn nếu như so Xpander thông thường và Xpander Cross thì bản Cross chúng ta sẽ nâng gọi là nâng cấp hơn một chút về mặt option thôi. Còn về cơ bản như là động cơ này, vận hành này hay tính năng công nghệ thì gần như là giống nhau đến 90% rồi. Đó, chúng ta thay đổi gần như là thanh giá nóc này, la răng này, một chút về mặt đầu xe thôi. Đó. Nhiều bác review rồi thì em chỉ quay lại một chút và update thêm về giá bán. Thì để cho các bác dễ và lựa chọn một cách trực quan hơn. Rồi, với những bác nào mà đang ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay Lạng Sơn có nhu cầu mua xe Mitsu bất kỳ dòng xe nào thì đều có thể liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên màn hình nhé. Chúng ta được tư vấn và lựa chọn xe một cách hợp lý nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.